Con đã về tới thành phố Hồ Chí Minh rồi và con cũng ở nhà thôi à, con không có đi đâu hết trơn á. Mấy tháng vừa rồi thì có dịch virus corona nên là con không có đi diễn nè, cũng như là không có đi chơi đâu được hết trơn á, nên là cũng rất là nhớ tất cả mọi người, nên là cũng khá là lâu rồi con chưa có làm các vlog đúng không nè. Thì hôm nay thì con sẽ làm một cái vlog cho cả nhà xem những cái dụng cụ mà con chống dịch như thế nào nha. Dù là ở nhà nè và không có đi đâu hết trơn á, nhưng mà những cái mà dụng cụ cần thiết thì ba của con luôn là chuẩn bị rất là nhiều ở nhà luôn. Đây là cái tủ này á, thì khi mà cả nhà vô nhà con á, cả nhà nhìn từ cửa ngoài vô á thì thấy hơi kỳ kỳ, tại vì tự nhiên cái bếp mà chống nha cái tủ nó hơi kỳ kỳ đúng không cả nhà. Lúc ba mà con đi học về á thì con vô nhà thì con thấy cái tủ hết hồn luôn. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Tự nhiên đâu ra có cái tủ ở đây nè. Thì á, đây là cái tủ để trứng phong thủy. Đây là trứng phong thủy. Thì để cái tủ này là để đồ luôn. Đó, đây là đồ mà ba con chuẩn bị từ cái lúc mà có dịch bệnh tới giờ là ba con đi tìm. Đây là cồn nè cả nhà. Cồn thì gia đình con nó xài được hai lốc này luôn rồi đó. Đây là lốc thứ hai nè. Hồi đó là có cái chai cồn màu trắng, nó còn 4 chai đi nè cả nhà. Đó, còn 4 chai. Và có thêm màu xanh nữa. Đây là cồn để mình rửa tay á cả nhà. À thì ở đây thì cũng có mấy cái chai nước rửa tay khô để khi nào mà tụi con đi học lại á, tụi con sẽ cầm mấy cái này theo đi học rất là tiện luôn. À, ngoài ra thì có rửa tay bằng xà phòng nữa nè. Thì ở nhà thì con thường rửa tay bằng xà phòng hơn, tại vì ở nhà tiện lắm cả nhà. Chỉ cần rửa tay xà phòng thôi, chúng ta không cần rửa tay bằng tay khô này đâu. Và đây là một cái mà không thể thiếu là khẩu trang. Khẩu trang thì khi mà về quê á thì đi đâu ra ngoài đường thì phải bị khẩu trang. À, khẩu trang thì ba anh cái khẩu trang hơi khó mua thì cô nói cả nhà đó. Nó rất là nhanh hết. Nhanh hết lắm. Còn gì nữa không ta? À, thấy cái này. Cái này hôm qua con mới thấy từ hôm qua luôn. Đây là nước súc miệng. Lúc đầu á, giờ con tưởng là cái chai cồn rửa tay á mà ba con mua dạng khổng lồ á. Cả nhà thấy không? Mua quá trời luôn, mua 5 chai luôn. Mà cái này là nước súc miệng đó cả nhà. Nước súc miệng. Nước súc miệng nè, cái này có người tính nước súc miệng không ta? Không phải, cái này không được uống. Cái này là gì ta? Cái này con chưa thấy luôn nè. Cái này là cồn, cái này cồn 70 độ, còn này cồn 90 độ. Cái này nước súc miệng nè, quá trời nước súc miệng luôn. À còn cái này là thuốc nhỏ mắt nữa nè cái nhà. Đó, ngoài rửa tay ra rồi chúng ta còn phải nhỏ mắt, rồi nhỏ mũi, nhỏ lỗ tai luôn. Đó, cái này là của công ty ba con á. Hồi nãy thì con cũng có định là sẽ quay một cái vlog về một ngày của con như thế nào. Tại vì ở nhà không mà cả nhà cũng hơi chán xíu. Mình chỉ tới giờ thì mình vô mình học online thôi. Còn như là con tập đàn, tập hát nè, rồi chơi thôi à. Wow. Một ngày ở nhà chỉ có nhiêu đó thôi. Con cũng muốn quay chi tiết cho cả nhà xem cái ngày của con như thế nào. Nhưng mà cả nhà biết không, con suy nghĩ trễ quá, bây giờ cũng là chiều luôn rồi, 5-6 giờ chiều luôn rồi, làm sao quay một ngày cho cả nhà xem được. Nên là con sẽ đăng một cái video khác cho cả nhà xem nha. Bây giờ 5-6 giờ chiều không quay một ngày được. Ví dụ mình 5-6 giờ chiều quay sẽ là quay một buổi chiều với Nhìn Chân. Đó, thì thấy chỉ có nhiêu đó thôi à. Tại vì ở nhà nên là cũng không có chuẩn bị nhiều lắm, chủ yếu là cái nước rửa tay nè cả nhà. Ấy con khoe cả nhà luôn, con mới tìm được dép nè. Này là hồi mà con đi thi giọng hát nghía bây giờ đó mà con còn mang dừa nữa đó. Phòng khách cũng như là cái nơi con tập. Tại vì hồi nãy con mới vừa quay một cái video cover một bài hát nên là nhìn nó hơi lộn xộn tí. Tại vì lúc mà con học online con cũng học ở đây luôn, nên là tập sách thì để ở đây luôn.
rồi máy quay đó, để con, tại vì con mới vừa quay luôn đó nha. Thì bài hát đó con sẽ đăng lên trên YouTube của con, cả nhà hãy đón xem nha. À, cái chỗ này á thì là để rất là nhiều bàn, nhưng mà bây giờ gom ở đây nè, gom ở đây để dọn chỗ này đó, gom ở đây là dọn chỗ này sạch xong rồi mình gom bàn nó đi lại. Thì chỗ này con cũng đã quay cho cả nhà rất là nhiều rồi đúng không? Có cây quạt mới nè, lúc mà con quay cho cả nhà cái phòng này chưa có cây quạt này đâu. Thì con chỉ giới thiệu cho cả nhà những cái vật dụng mà con ở nhà nè, con thường hay sử dụng để phòng chống dịch. Thì cả nhà nếu mà thích video này và cũng như là yêu mến con thì đừng quên hãy để một nút subscribe và một nút like cho video này nha. Và cả nhà ơi, và cuối cùng thì con cũng xin gửi một số lời chúc đến cả nhà. Con cũng xin chúc cả nhà, đó chính là cả nhà hãy giữ gìn sức khỏe nè, rửa tay thường xuyên nè, để chúng ta tay chúng ta luôn sạch sẽ nha. Và nhớ